Thưa các bác, ở đây thì tiện một cái đơn hàng là khách hàng có mang qua trực tiếp cửa hàng ở bên em là cái con âm ly à, thương hiệu là Jaguar và model sản phẩm của con này là con PA506N. Thì mang qua ở bên em thì có cái mục đích là sẽ biến cái âm ly này thành cục đẩy công suất. Thì đây là cái khách hàng anh ấy mang cái âm ly qua. Anh ở đâu nhỉ anh nhỉ một cái bác khách ở bên Từ Sơn Bắc Ninh các bác nhá. Cấu tạo ở bên trong âm ly thì nó sẽ có hai cái phần chính. Thứ nhất là các bác thấy là ở phần phía mặt trước của âm ly kể, kể theo cái chiều này. Mặt trước của âm ly ở đây là gồm những cái chiếc áp như này này những cái chết áp ở phần mía mặt trước và những cái vỉ mạch ở đây thì đấy là cái vế vang của con âm ly thì nó sẽ tương đương với cả một con vang cơ cái cách làm việc của nó thì sẽ giống một con vang cơ và vế thứ hai của con âm ly là từ cái phía này trở về đây thì đó là cái vỉ công suất này vỉ công suất này và hệ thống nguồn thì cái với cái cái phần này của con âm ly thì nó sẽ tương đương với cách làm việc của cục đẩy công suất Đấy, có nghĩa là từ cái vế vang này nó sẽ đưa sang cục đẩy công suất và nó khuếch đại tín hiệu lên và nó sẽ đưa ra loa ở phần phía đằng sau này những dây loa. Thì với những cái con âm ly này mặc dù nó là hàng mới hay là hàng chính hãng, hàng đắt tiền hay hàng nhái, hàng giả thì cái cấu trúc linh kiện ở bên trong thì nó cũng có hai cái phần như vậy. Và rõ ràng đối với những cái âm ly đó là cái công nghệ mà sản xuất lâu năm rồi. Đó, công nghệ đời cũ, công nghệ đời trước rồi cộng với cái quá trình mà chúng ta sử dụng lâu năm thì cái vế vang của con âm ni đó là vang đời cũ và sử dụng lâu năm thì linh kiện của nó kém đặc biệt là những cái chiếc áp là khi mà chúng ta sử dụng lâu năm thì nó kém dẫn đến là cái đường truyền tín hiệu qua những cái chiếc áp này nó sẽ kém đi vì cái chiếc áp này nó bị lão hóa các bác sử dụng các bác vặn thì nó nhiều khi nó nó sột xẹt ở tiếng ở loa với thứ hai nữa là da nó không cân bằng các vế loa à, cái thứ ba nữa là một số cái thì nó có thể là chập chờ đường tiếng nó có lúc nó ra lúc nó không thì đấy nó là cái hiện tượng của những cái vế vang mà nó sử dụng lâu năm công nghệ cũ à, và nó kém đi rồi và chắc chắn là trên những cái dòng vang như này thì nó sẽ không có cái hệ thống mà chống rú rít mic như những cái hệ thống mà vang đời mới thành ra là khi mà các bác hát ở trên những cái âm ly như này cả kể những cái âm ly đắt tiền mua rất nhiều tiền mua hàng bãi là 15 20 triệu đấy nhưng mà hát karaoke thì rất hay bị rú rít mic khi mà các bác tăng cái độ nhạy của tiếng mic lên thì nó rít mic mà các bác giảm xuống thì hát nó bí tiếng thì đó là cái nhược điểm của trên những cái âm ly này và nghe nhạc của nó thì không hay và đặc biệt là nó thiếu rất nhiều những tính năng đời mới như giải mã tín hiệu quang học này đọc mà USB này ở chế độ Bluetooth thì đó trên âm ly nó không có. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẫn tận dụng con âm ly này nhưng mà chúng ta chỉ tận dụng cái vế công suất âm thanh của âm ly thôi và chúng ta lược bỏ đi cái đời cũ, cái xấu, cái kém của con âm ly đó là cái vế vang của âm ly chúng ta sẽ lược bỏ đi và chúng ta thay thế cái vế vang đời cũ của con âm ly bằng một con vang nằm ngoài, bằng một con vang nằm ngoài với cái công nghệ mà đời mới hơn, cao cấp hơn, hiện đại hơn thì khẳng định với các bác là 100% khi mà các bác làm như vậy thì 100% cái hệ thống âm thanh của các bác cái âm ly của các bác âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy và hôm nay thì không cách gì cụ thể bằng là khách hàng sẽ đến trực tiếp cửa hàng bên em và các bác là, nếu mà theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là liên tục liên tục là những cái đơn hàng như thế này. Khách hàng có mang trực tiếp qua cửa hàng bên em và có biến cái âm ly thành cục đẩy và cũng như là mua thêm con vang lắp vào và khách hàng 100% khách hàng đến và khách hàng sẽ hài lòng với cái chất lượng âm thanh khi mà lắp thêm vang. Và bây giờ thì bên em sẽ tiến hành là biến cái âm ly này thành cục đẩy công suất. À, nhưng mà con âm ly này của khách hàng ấy thứ nhất nó là âm ly 4 kênh và đằng sau cái âm ly này nó không có cái cầu chữ U thành ra là khi mà muốn biến cái âm ly này thành cục đẩy công suất thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt dây đi dây ở bên trong Đấy, còn những cái âm ly mà âm ly hai kênh mà nó có cái cầu chữ U ở phần phía sau ấy thì chúng ta chỉ việc rút cái cầu chữ U ở đây đằng sau có cái cầu chữ U này. Chúng ta chỉ việc rút cái cầu chữ U là chúng ta có thể là biến cái âm ly thành hai phần là phần công suất và phần vế vang và chúng ta sẽ cắm dây rắc vào về phần vế công suất là chúng ta sẽ biến cái âm ly thành cục đẩy. Nhưng mà đặc biệt là với lòng dòng 5 để 6 này chúng ta muốn làm cái biến là âm biến âm ly thành cục đẩy công suất là chúng ta phải cắt dây. Và bây giờ thì em sẽ thao tác cắt dây ở bên trong cũng như là đi dây ở bên trong. Và những cái video mà hướng dẫn các bác là cái cách đi dây cắt dây ở bên trong thì em cũng đã làm rất là chi tiết rồi. Ở thì trong cái video này thì em chỉ nhắc sơ qua và em sẽ tiến hành em sẽ làm luôn. À, thì cái con âm ly này của khách hàng khi mà em nhận thì em kiểm tra thì cũng uh, kiểm tra được là cái con âm ly này nó 4 có bốn vế kênh công suất. Thì trong đó thì có một cái vế kênh là vế số 2 thì nó đang bị uh, cháy cái đường công suất. Các bác thấy đây, các bác em sẽ zoom lại các bác thấy đấy. Đây các bác, đấy ở bên trong nó bị cháy đen này. Đấy, các bác thấy nó cháy đen thui này, đấy, cháy đen thui đây. Thì đây là cái vế số 2 nó đang bị cháy Thì trước khi mà biến thành cục đẩy công suất thì em sẽ sửa cho khách hàng cái vế số 2 á Các bác thấy nó bị cháy đen Nó thui về cái phần vị công suất ở cái kênh số 2 và con này thì nó cháy cả cái phần tiền khuếch đại cũng như là cái hai cái con sò công suất khuếch đại này cũng bị cháy luôn các bác nhé hai con sò này bị cháy này cháy nó đánh tung tung cả mạch lên các bạn À đây là hai cái con sò bị chết các bác nhé Nó sử dụng cái cặp sò là 1943 và 5200 của Toshiba nhé nó Thay cái sò mới mà Thì nó chết cả hai con đèn đệm các bác nhé Hai con đèn đệm này đều chết thưa các bác ở đây thì cái con âm ly này thì em đã sửa xong và bây giờ cái công việc tiếp theo là em sẽ biến cái âm ly thành cục đẩy công suất tức là cắt dây để mà đưa thẳng cái đề với công suất vào và thứ hai nữa là thì em sẽ hàn cái đường tín hiệu mà cung cấp ngược lại cho cái phần đèn nháy ở đây thì bình thường thì chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào cái đường đèn nháy này sẽ đấu được trực tiếp vào đường tín hiệu vào đấy nhưng mà đấu như vậy thì cái nó sẽ có tạo cái tiếng sôi ra đường ra loa đấy, nhiều tiếng sôi hơn đường ra loa thì trong cái phương án là bây giờ thì sẽ đường tín hiệu đầu vào sẽ đưa thẳng vào vế công suất sau đó thì ở vế công suất thì em sẽ trích một đường đường lai đường đường đường, đường à, lai out của đường công suất đi ngược lại về 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 phần à, cho cái phần mà đèn đèn nháy ở đây thì nó sẽ chuẩn chuẩn hơn đấy thì thao tác làm thì nó hơi phức tạp hơn một chút nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ chuẩn hơn đây thì em đã thao tác xong và em sẽ đóng máy và sẽ thử à, test cho khách hàng thưa các bác ở đây thì bên trong máy của khách hàng thì nó rất là bẩn đấy các bác nhé rất là bẩn bụi ở trong đây thì em sẽ hút bụi cũng như là vệ sinh ở bên trong cho khách hàng à, thưa các bác ở đây cục đẩy thì bên em đã vệ sinh sạch sẽ cũng như là thiết chặt thiết gọn những cái dây dở tín hiệu bên trong và bây giờ em sẽ đóng lắp máy cũng như là sẽ test tất cả chức năng hoạt động bình thường sẽ bàn giao cho khách hàng à, thưa các bác ở đây thì cái âm ly thì em đã đóng lắp vào ở trong cái trường hợp này thì hiện giờ thì cái âm ly đã biến thành cục đẩy và cục đẩy là cục đẩy công suất 4 kênh và hiện giờ thì em đang lắp thêm một cái con vang ở bên ngoài Vang Và ở đây thì em đang sử dụng là con KM350 Pro V2 Thì cái con này nó đang đứng đứng đầu Em nhấn mạnh các bác đứng đầu tại thị trường Việt Nam Tại thị trường Việt Nam các bác mà giá thành chỉ dưới 3 triệu thôi Và cái con này thì không con nào đỏ, không con nào đú được con này luôn các bác nhé Nhưng mà lưu ý các bác là con này thì hiện giờ trên thị trường thì bị rất nhiều bên người ta làm nhái làm giả Vì cái hàng chính hãng âm thanh rất là hay Bán rất là chạy hàng Thành ra là rất nhiều những cái bên người ta đã làm nhái theo và ở đây thì ở phần phía sau đây có hai đường này tín hiệu này ra hai loa này và hai đường tín hiệu này ra hai loa còn lại này. Ở đây thì em đang đánh ở chế độ là chế độ tương tự. Tương tự ở đây có nghĩa là em sẽ gạt cái công tắc ở đây các bác thấy là con 506 đằng sau là cái cái công tắc này. Em gạt sẽ các bác sẽ nhìn thấy cái chữ 13 này, 24 này có nghĩa là cái kênh số 1 và kênh số 3 chung với nhau và kênh số 2 và kênh số 4 là tương tự với nhau là theo cái rắc này. Đấy thì chúng ta chỉ cần hai rắc để chúng ta sẽ có bốn đường tín hiệu loa. Và chút nữa thì em sẽ chuyển sang chế độ là đánh đánh tương đánh đánh đánh, riêng rẽ xít bốn kênh luôn các bạn nhé Đây đầu tiên là sẽ là đánh trường hợp là đánh hai kênh. Hiện giờ là em đánh là bốn bốn loa full bass 30 các bác nhá. Nhưng mà cũng lưu ý cho các bác là với các con âm đi lên để 6 ấy thì để mà để mà chạy mà đúng nhất, công suất nhất ấy thì các bác lên sử dụng với cả bass 25 trở xuống thôi. Nhưng mà trong trường hợp thử ở đây thì em cũng đang thử vào bass 30 thì con này nó cũng kéo được bass 30 nhưng mà khi mà các bác sử dụng mấy lâu bát 30 thì con âm ly nó nóng à, không tốt nếu mà để mà tốt nhất đúng nhất thì chúng ta nên sử dụng mấy cả bát 25 và ở đây thì các bác sẽ nghe cái phần âm thanh ạ và ở đây thì âm ly này đã biến thành cục đẩy và tất cả những cái chiết áp ở phần phía trên ba cái hàng trên này là sẽ vô tác dụng không có cái 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 cái, cái công năng gì cả còn hai cái phần mà hàng dưới này này Đấy, hai cái hàng dưới này này thì là nó chỉ có nhiệm vụ là chỉnh cái đèn nháy để cho chúng ta nó đẹp mắt thôi nháy nhiều hay nháy ít thì chúng ta chỉnh cái này thôi đấy còn con này nó sẽ thành con đẩy rồi đấy đây các bác nghe cái phần âm thanh ạ các bác thấy là không có đèn nháy đúng không? Bây giờ em vặn cái chiếc áp này lên là sẽ có đèn nháy này. Cả bác con nháy nhiều hay nháy ít thì chúng ta sẽ cân chỉnh ở cái hàng dưới nhé. thưa các bác ở đây thì đã biến thành cục đẩy và các bác thấy nghe âm thanh thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều khi mà chúng ta chưa biến thành cục đẩy chúng ta lắp cái con vang bên ngoài thì con vang bên ngoài nó là một cái dòng vang cao cấp thì chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều và không cái gì cụ thể bằng là đây là khách hàng thực tế và, và nghe thực tế và có cái lời nhận xét anh thấy là khi mà biến cái âm đi thành cục đẩy thì anh nghe thấy sướng không nghe nó căng hơn đúng không? Mà mặc dù là bát 30 nhưng mà nghe tiếng rất là căng, rất là khỏe đúng không? Nó chắc nó sáng tiếng nó khỏe tiếng hơn. Đấy thì thưa các bác là nhiều bác khi mà theo dõi kênh của bên em thì các bác đưa ra cái 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 phân vân là không biết là âm ly đắt tiền như vậy rồi hàng bãi 15 17 triệu, 20 triệu. Đấy mà có những cái hàng đến bên em mà sẵn sàng là cắt bỏ cái vế vàng của âm ly đi, đi, biến cái âm ly thành cục đẩy thì không biết là nó có hiệu quả không thì đây là cái cái thực tế nhất là khẳng định với các bác 100% luôn là khi mà biến cái âm đi thành cục đẩy thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh hoàn toàn khác biệt nó sẽ hay hơn rất là nhiều và ở đây là chế độ là em đang đánh là 4 đôi 4, 4 chiếc loa full đơn bát 30 Và bây giờ thì em sẽ chuyển cái con này sang cái chế độ là như này Bây giờ các bác nhé Rất là hay luôn Trong trường hợp mà các bác sử dụng cái âm ly là âm ly 506 4 kênh Thì bây giờ kênh 1, kênh 2 thì em sẽ đánh loa full Và bây em sẽ gạt sang cái chế độ là đánh xít te Là riêng rẽ này 1 ra 1, 2 ra 2, 3 ra 3, 4 ra 4 Thì em sẽ cắm là 4 dây tín hiệu đây Ở đây các bác thấy nhé Ở đây là có hai cái loa đường main này, đường chính này Vào kênh 1, kênh 2 này Đấy, kênh số 3 là kênh center này. Đây là kênh này kênh center nhé. là kênh số 3 là kênh center này. Tiếp đến là kênh này đường super này. Super bass này. Đấy là kênh số 4 này. Và cái đường tín hiệu dành cho kênh số 4 ở đây nhé. Đấy, đường số 4 ở đây là em sẽ lắp vào cái loa sub hơi. Loa sub hơi bass 40 luôn các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay. Trong trường hợp này em sẽ đánh riêng rẽ 4 kênh. Kênh 1, kênh 2 em đánh loa full, kênh 3 em có đánh loa center và kênh 4 em đánh súp hơi bát 40. Đấy rất là khủng luôn. rất là hay luôn các bác nhé Và đây hỏi anh anh nghe đã không? Anh nghe đã không? Có khi mà có tiếng súp thì anh nghe sướng hơn rất nhiều đúng không? Nghe nó đã hơn, nó căng hơn hơn nhiều đúng không? Đấy thì thưa các bác thì đây là một cái bài toán rất là hay đối với âm ly 4 kênh 506 Chúng ta sẽ có hai kênh loa full Chúng ta đánh có loa center Loa center làm các bác làm loa trợ lời cũng được Đấy rất là hay và chúng ta sẽ có loa súp hơi luôn. Đấy, nhưng mà lưu ý các bác là trong cái bài test này thì em đang lắp với cả full bát 30 với cả súp bass 40. Nhưng mà để mà hay nhất, hợp lý nhất và dòng dã nhất thì các bác lên lắp cái con này với cả loa bass 25. Đấy, súp hơi bát bass bát 30 là hợp lý với con này. rất là đã Bây giờ em sẽ thử cho các bác tiếng mic nhé Ở đây thưa các bác thì em sẽ thử đường mic nhé Và mic ở đây thì em đang sử dụng cái mic này là em bên em hay gọi là bộ mic quốc dân Bộ mic quốc dân của nhà hãng DB Acoustic Mã con này là con K4000 Con này thì bán siêu chạy luôn Vì sao? Vì âm thanh của nó rất là hay Đấy, Và có đầy đủ chế độ như là chế độ tiết kiệm pin này Chế độ ngắt ra tốc có này Chế độ tắt chờ có này Và đặc biệt là giá thành thì rất hợp lý Giá chỉ có dưới à, 3 triệu đồng thôi cực kỳ hợp lý cả con vang này giá dưới 3 triệu đồng này con mic cũng giá dưới 3 triệu đồng nhưng mà đưa ra một cái hiệu quả âm thanh rất là hay thành ra là hai cái sản phẩm này thì em thường bán cặp với nhau và bán rất là chạy luôn các bác nhé và đây các bác nghe cái phần âm thanh đấy mặc dù là lắp vào con âm ly thôi nhưng mà nghe âm thanh rất là đã luôn nghe rất là phê luôn các bác nhé à nghe rất là đã luôn. Cái tiếng mic rất là nhạy và cái tiếng um, mic thì nghe tiếng ấm rất là tốt và tiếng trung à, tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là rõ và sáng tiếng. À, thì thưa các bác là qua cái video này thì đây là một cái phương án rất là hợp lý cực kỳ hợp lý đối với những cái bác mà đang sử dụng những cái hệ thống mà âm ly à, gồm những cái âm ly hai kênh hoặc là những cái âm ly năm như này đấy thì các các bác sẽ có cái phương án là chúng ta sẽ nâng cấp âm ly bằng cách là biến cái âm ly thành cục đẩy là chúng ta sẽ lược bỏ cái vế vang đời cũ của âm ly đi là cái hệ thống mà kém đi và chúng ta sẽ lắp một con vang đời mới hơn cao cấp hơn hiện đại hơn thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh nó sẽ à, hay hơn rất là nhiều và đặc biệt là cái cách mà nâng cấp như này thì chi phí nó cũng rất là hợp lý các bác nhá đấy, chúng ta chỉ việc mua con vang tầm khoảng dưới 3 triệu bộ mic nữa những cái bác là có mic gì thì thôi mà chưa có mic thì chỉ cần uh, mua thêm một cái bộ mic dưới 3 triệu nữa thì cũng nghĩa là dưới 6 triệu đồng thôi nhưng mà chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh hoàn toàn khác biệt và thưa các bác là bên em là bên lương âm thanh lương audio ở uh, bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke uh, với rất nhiều những cái chủng loại hàng model hàng khác nhau và thưa các bác là bên em là chỉ bán cái hàng chính hãng và bán hàng mới thôi thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm và ở đây các bác thấy là một số những cái giấy chứng nhận ở bên em là bên đại lý phân phối là chỉ bán cái hàng chính hãng thôi uh, thì khi mà các bác mua hàng ở bên em uh, các bác hoàn toàn an tâm và bên cạnh cái việc mà bán hàng thì bên em là bắt nguồn từ những đội ngũ kỹ thuật thì bên em sẽ có những cái tham mưu về phần kỹ thuật cho các bác để mà các bác lựa chọn những cái sản phẩm mà nó hợp lý với cách nghe và hợp lý với túi tiền và hợp lý với cái cách sử dụng cũng như là diện tích phòng của các bác và để mà có những cái tham mưu cũng như là có những cái tư vấn tốt hơn thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại ở hiện ở trên màn hình số điện thoại là 0988646683 và bên cạnh cái việc đấy thì bên em có nhận sửa chữa nâng cấp những cái hệ thống âm thanh của các bác các bác nào có những cái hệ thống mà nó bị hỏng hoặc là nâng cấp thì các bác liên hệ bên em thì bên em sẽ có những cái tư vấn cho các bác và trong cái quá trình mà theo dõi video thì các bác hãy ủng hộ hãy giúp đỡ bên em bằng một cách rất đơn giản à, phần phía cái kênh youtube của em và phần phía dưới kênh thì nó sẽ có cái nút đăng ký kênh các bác sẽ ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em giúp đỡ kênh của bên em cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí các bác nhé cảm ơn các bác à, xin chào các bác